Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 1 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch thứ hai giằng co quanh tham chiếu. Mặc dù đã có lúc tăng tới 6 điểm trong phiên sáng, tuy nhiên thì với áp lực chốt lời, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thì đà tăng của thị trường đã bị thu hẹp vào phiên chiều. Kết quả cuối cùng là VN Index đóng cửa mức 1.161,54 điểm, tăng 2,95 điểm, tương ứng với 0,25%. Trong khi đó thì VN30 đóng cửa mức 1.162,68 điểm, tăng 2,47 điểm, tương ứng với 0,21%. Ngân hàng và vận tải biển chính là hai nhóm ngành hiếm hoi dẫn dắt thị trường, trong khi đó thì hầu như các nhóm ngành còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Về phân tích kỹ thuật thì VN Index có phiên giằng co thứ hai liên tiếp và vẫn chưa thể vượt qua được mốc kháng cự là 1.160 khi gặp phải áp lực chốt lời. Thanh khoản thì tiếp tục cho thấy xu hướng cải thiện. Với việc chỉ có nhóm ngân hàng tích cực trong ngày hôm nay thì có thể thấy rằng xu hướng chốt lời của các nhà đầu tư từ nhóm cổ phiếu khác để dịch chuyển sang nhóm ngân hàng. Trong những phiên sắp tới thì có lẽ xu hướng của VN Index sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của nhóm ngân hàng. Và nếu như tích cực thì thị trường có thể sẽ hướng tới mốc kháng cự tiếp theo ở mức 1.180 điểm. Về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với sự tăng điểm chủ yếu của các cổ phiếu ngân hàng và chưa tăng mạnh trong thời gian qua như là TPB tăng 4,2%, CTG 3,3%, SHB 2,6%, VBB là 2,3%. Còn các cổ phiếu ngân hàng vốn đã tăng mạnh trong thời gian trước thì lại đang bắt đầu cho thấy đà tăng suy yếu, cụ thể là MBB tăng 0,2%, ACB tiến 1% hay là Techcombank thì thậm chí còn giảm mất 0,3%. Đáng chú ý là cổ phiếu SHB đã có phiên giao dịch bùng nổ với thanh khoản lên tới hơn 60 triệu cổ phiếu. Đây cũng là mức thanh khoản kỷ lục của cổ phiếu ngân hàng này kể từ lúc niêm yết tới nay. Ngày hôm nay thì ngân hàng Bản Việt vừa công bố giảm lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi xuống chỉ còn từ 5% một năm. Chương trình này áp dụng với các khoản vay giải ngân mới với mục đích là vay mua, sửa chữa nhà đất để ở và bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2024. BVBank thì cũng đã điều chỉnh biên độ lãi suất cho vay sau khi hết ưu đãi chỉ còn 2% một năm. Với việc lãi suất cho vay bắt đầu có xu hướng hạ nhiệt thì đây cũng là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp nói chung và cả thị trường chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu cảng và vận tải biển cũng khá tích cực trong phiên đến từ việc xung đột tại Biển Đỏ. Mặc dù xung đột này đã kéo dài dẫn tới giá cước vận tải biển qua đây tăng tới gần 250% và nhiều khả năng là xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới. Một số cổ phiếu đáng chú ý trong nhóm này là TMS tiến 5%, VOS tăng 3,5%, HAH là 1,6% và SGB tăng 1,2%. Hầu như là phần lớn các nhóm ngành thì đều giảm điểm trong phiên ngày hôm nay và đặc biệt chính là nhóm chứng khoán, thép và bất động sản hay là đầu tư công. Điều này đến từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư để dịch chuyển sang nhóm ngân hàng. Một số cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý thì có thể kể đến như là Cotecom mất 3%, Vinaconex và SSC thì đều có mức giảm là 2,6%, DigiWorld 2,3% và Nam Kim là 2,1%. Về tình hình khối ngoại thì ngày hôm nay nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với hơn 317 tỷ và chủ yếu thì họ bán ròng vào các mã như là DGC 56 tỷ, PVS 55 tỷ, Vinamilk 51 tỷ, Vinhome 42 tỷ. Trái lại thì họ lại mua ròng mạnh vào các mã như là Vietcombank 71 tỷ, CTG 64 tỷ và STB 44 tỷ. Tương tự như thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh đã có xu hướng biến động mạnh quanh mức tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F1M đã đóng cửa ở mức 1.163,1 điểm, chỉ tăng 0,1 điểm so với phiên trước đó. Khối ngoại thì đã bắt đầu mua dòng trở lại với gần 1.500 hợp đồng. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới thì chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ trong phiên ngày thứ 3 mùng 9 tháng 1. Và kết thúc phiên giao dịch thì chỉ số S&P 500 đã giảm 0,15% xuống mức 4.756,5 điểm. Dow Jones thì mất 157,85 điểm, tương đương với 0,42%, còn 37.525,16 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq Composite lại chuyển từ đỏ sang xanh để kết phiên tăng 0,09% lên 14.857,71 điểm. Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,7% và đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Cổ phiếu Amazon cũng tiến hơn 1,5%, cùng với đó là cổ phiếu Alphabet. Cổ phiếu Juniper Network đã vọt gần 22% vào ngày thứ ba sau khi một báo cáo trên The Wall Street Journal cho biết Hermes Packet Enterprise thì có thể sẽ công bố thỏa thuận mua lại công ty này với giá khoảng 13 tỷ đô la Mỹ ngay trong tuần. Bên cạnh đó thì cổ phiếu của Boeing đã tiếp tục suy yếu khi mà nhà sản xuất cùng cơ quan quản lý hàng không Mỹ và các hãng hàng không vẫn đang tranh cãi về các nguyên tắc kiểm tra 737 Max 9 để nhằm giải quyết các sai sót về an toàn của máy bay. Trong một diễn biến khác thì thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đã giảm điểm trong ngày hôm nay do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát của Mỹ và việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024.
Trái lại thì Nikkei 225 của Nhật Bản lại tăng lên mức đỉnh lịch sử 34 năm trong bối cảnh là các nhà đầu tư kỳ vọng vào chính sách thắt chặt của BOJ có thể sẽ bị trì hoãn. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ, thì trưa ngày 10 tháng 1, giá vàng SJC có nơi đã tăng đến 1 triệu đồng một lượng và lấy lại mốc 74,7 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Cùng lúc đó thì giá vàng 24K và 18K cũng đảo chiều tăng nhẹ trong khoảng từ 40.000 cho tới 100.000 đồng một lượng tại các cửa hàng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì niêm yết giá mua vào là 71,7 triệu đồng một lượng và bán ra là 74,7 triệu đồng một lượng, cùng tăng 200.000 đồng một lượng. Còn đối với hệ thống P&G thì giá mua và bán cùng tăng tới 500.000 đồng một lượng và hiện đang được giao dịch ở mức 72 triệu đồng một lượng và 74,7 triệu đồng một lượng cho cả hai chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.